Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung người vợ xinh đẹp kín tiếng của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã vượt qua 8 tháng chạy thận, 5 ca phẫu thuật nhờ sự động viên và chăm sóc của vợ. Bận rộn rèn luyện luyện tập cho chương trình kỷ niệm 20 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn, Trần Mạnh Tuấn không có thời gian tổ chức tiệc mừng 25 năm ngày cưới với vợ Kiều Đàm Linh. Ngày 5 tháng 4, anh đã đón một số bạn thân tới thăm nhà ở Sài Gòn. Cả nhà đã quây quần ăn bữa cơm, cùng cắt bánh và thưởng hoa. Trên trang cá nhân, Trần Mạnh Tuấn đã đăng tải loạt ảnh thân mật bên bà xã và viết: 25 năm chúng ta đã thuộc về nhau, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, sự yêu thương và chia sẻ. Nhiều đồng nghiệp như Tùng Dương, Quang Dũng, Thanh Lam, Hồng Nhung đã bày tỏ ngưỡng mộ và chúc phúc cho vợ chồng nghệ sĩ. Nghĩ về vợ, về 25 năm qua, Trần Mạnh Tuấn nói: chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. 30 năm trước, trong một lần di chuyển trên đường Bà Triệu Hà Nội, cả hai đã xảy ra va chạm. Trần Mạnh Tuấn khi đó còn trẻ, tính cách nghệ sĩ bay bổng, thích chinh phục nhiều cô gái. Thấy Kiều Đàm Linh trẻ trung xinh đẹp, anh đã ngỏ ý đưa chị về, tiện đường hỏi thăm, buông lời tán tỉnh. Chị đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, điều kiện gia đình tốt, cũng có nhiều người theo đuổi. Ban đầu, biết anh đào hoa chị từ chối, Trần Mạnh Tuấn đã không nản lòng và thường mời chị đến xem các chương trình có mình biểu diễn. Từ những lần tiếp xúc, thấu hiểu công việc của anh thì chị đã dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cả hai sau đó đã chuyển về sống chung. Anh đã siêu lòng vì chị không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, tình cảm, đảm đang. Hết giờ làm thì anh chỉ mong nhanh về nhà để ăn cơm chị nấu. Yêu nhau hơn 4 năm, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Không lâu sau đó, Trần Mạnh Tuấn đã nhận được học bổng trường cao đẳng âm nhạc Berklee của Mỹ. Lúc biết tin thì lòng Kiều Đàm Linh đã trùng xuống vì nghĩ đến cảnh phải xa chồng. Tuy nhiên, chị đã hiểu việc du học quan trọng với sự nghiệp của anh ra sao. Chị đã chủ động mở lời để anh đi. Lúc ấy, chỉ cần cô ấy bảo đừng đi, chắc chắn tôi sẽ ở lại. Khi đó kinh tế còn khó khăn, nơi ở của cả hai chỉ vòn vẹn 20 m². Cô ấy cũng chỉ mới 23 tuổi, chấp nhận một mình nuôi con để cho chồng đi học. Tôi đã trân quý sự hy sinh đó, anh nói. 25 năm bên nhau, vợ chồng của Trần Mạnh Tuấn đã nắm tay nhau vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Tháng 1 năm 1996, khi mà con trai đầu lòng được 27 ngày tuổi, anh đã lên đường sang Mỹ du học. Vợ chồng đã bắt đầu cuộc sống mỗi người một nơi, cước phí điện thoại đắt đỏ, cả hai giữ liên lạc qua email. Qua những dòng thư, anh chị trao nhau nỗi nhớ, lời yêu và dặn dò giữ gìn sức khỏe. Chuyện nhà gặp khó khăn, con ốm đau, Đàm Linh đã không nói nửa lời để chồng an tâm học tập. Một lần, khi mà sự cố khiến cho căn nhà của hai vợ chồng bị cháy rụi, chỉ một mình chăm con, xoay sở cuộc sống, vẫn kiên quyết giấu chồng. 2 tháng không nhận được thư của vợ, điện thoại không thể kết nối, Mạnh Tuấn đã gọi về cho bạn hỏi thăm mới biết chuyện. Nước mắt của anh chảy dài vì thương vợ. Lúc đó, anh chỉ muốn bay về nhà lập tức. Tuy nhiên, do vướng lịch học, kinh tế không cho phép, anh phải ngậm ngùi ở lại. Sau 4 năm, Trần Mạnh Tuấn đã tốt nghiệp về nước. Những tưởng cuộc sống gia đình sum vầy, vẹn tròn từ đó thì không lâu sau anh đổ bệnh. Khi đó, nghệ sĩ đang biểu diễn ở Đức, bác sĩ kết luận anh bị hỏng hết 2 quả thận. Những ngày đầu, thấy anh chị nằm nhìn lên trần nhà, anh không thể tin đó là sự thật và lo lắng cho tương lai khi mình là trụ cột kinh tế, tinh thần của nhà. Ngày anh về nước trên chiếc xe lăn, chỉ đón anh bằng thái độ bình tĩnh nhất. Kiều Đàm Linh lo lắng nhưng biết chồng khi đó suy sụp tinh thần, chỉ giấu cảm xúc, động viên anh cố gắng chữa bệnh. 8 tháng anh chạy thận, 5 lần phẫu thuật tại Mỹ đều có chị đồng hành. Hậu phẫu thì anh gặp biến chứng, nhiều lần đứng giữa sự sống và cái chết, chị không một lần nao núng. Mọi vấn đề về chi phí chữa trị, ăn uống, sinh hoạt của anh đều do một tay chị lo liệu. Nghĩ lại mới thấy tinh thần cô ấy quá vững. Lúc ấy nếu cô ấy lung lay, tôi cũng không suy nghĩ lạc quan được. Tình yêu của vợ, của âm nhạc giúp cho tôi có thêm động lực sống, anh nói. Hiện tại sức khỏe của Mạnh Tuấn ổn định nhưng vẫn phải làm bạn với thuốc. Hàng tháng anh vẫn phải đi khám định kỳ tại bệnh viện.
Mỗi khi có dịp công tác nước ngoài, anh đăng ký khám chuyên sâu tại các bệnh viện chuyên môn cao. Sức khỏe ổn định, anh trở lại với hoạt động nghệ thuật, cuộc sống gia đình dần thoải mái hơn. Vợ chồng của nghệ sĩ đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Chị chăm sóc con cái, chu toàn việc nhà để anh yên tâm theo đuổi đam mê. Thấu hiểu sự hy sinh của vợ, anh luôn tâm niệm sống trọn vẹn, bù đắp bằng tinh thần, điều kiện vật chất, đi diễn ở đâu, trong hay là ngoài nước thì anh đều đưa chị đi theo. Nhiều bạn bè đã gặp anh thường thắc mắc, sao hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, bao nhiêu năm vẫn chăm chút nói lời yêu thương. Con gái An Trần đã nhiều lần trêu đùa, bố mẹ cứ như là đôi tình nhân mới yêu. Mạnh Tuấn cho biết anh và vợ đều lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, vì thế cả hai trân trọng mái ấm gia đình hạnh phúc. Qua hôn nhân của bố mẹ, anh nhắc nhở con cái biết trân quý gia đình, yêu thương những người thân. Kiều Đàm Linh mong con gái phấn đấu học tập, bồi dưỡng, sau này tìm được người bạn đời như bố. Trong khi Trần Mạnh Tuấn hy vọng con trai tìm được người vợ biết lo toan như mẹ. Thời trẻ thì vợ chồng nghệ sĩ cũng không tránh khỏi cãi vã, giận hờn. Những lúc như vậy thì anh im lặng sau khi cả hai bình tĩnh, chuyện trò để giải tỏa khúc mắc. Hơn chục năm thì hai vợ chồng chưa to tiếng với nhau bao giờ, anh nói. Trải qua bao nhiêu biến cố, khó khăn thì chúng tôi cũng hiểu từng chân tơ kẽ tóc, cách cư xử của nhau rồi. Chúng tôi bên nhau vì tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Thậm chí 30 năm rồi thấy còn yêu thương nhau hơn cả thời trẻ. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.